Trò chơi mới cho game thủ thích ngủ, chỉ cần ngủ là bắt được Pikachu. Đi ngủ mà vẫn bắt được Pokemon, mọi người nghe thì có vẻ như chơi ở Bình Dương, nhưng lại là thứ game thủ cần khi trải nghiệm Pokemon Sleep. Tại Pokemon Day mới đây, nhà phát hành đã công bố những hình ảnh đầu tiên về một tựa game muốn chơi được thì phải đi ngủ. Chơi là ngủ càng tốt thì sẽ càng có nhiều vật phẩm xịn. Cụ thể, Pokemon Sleep là một công cụ theo dõi giấc ngủ, nơi bạn có thể tương tác với các chú quái vật của mình. Để làm được điều đó, bạn cần có thiết bị Pokemon Go Plus, nó như một chiếc smartwatch, nhưng thay vì để lên tay thì ta đặt bên cạnh khi lên giường, nhấn nút và vào giấc là có thể chơi. Bên cạnh đó, chiếc đồng hồ này còn phát ra giai điệu nhẹ nhàng để ta ngủ dễ hơn. Tùy vào mỗi kiểu nghỉ ngơi mà bạn thu hút những loại Pokemon khác nhau. Càng chơi nhiều, bạn sẽ càng thấy nhiều quái vật dễ thương đến bên cạnh, và mỗi chủng loại thì lại có thêm những kiểu ngủ khác nhau như ngủ mở một bên mắt, sụp mí hay ngủ sâu. Trò chơi này khuyến khích cho game thủ nghỉ ngơi đúng giờ, càng đủ giấc thì sẽ càng có nhiều Pokemon xịn. Còn anh em nào mà thích săn mấy con huyền thoại thì chắc phải ngủ nửa ngày mất, nhưng làm như vậy thì không có được tốt đâu nha.